Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho hay đã thu hồi được hộp đen chuyến bay cũng như 10 thi thể nạn nhân từ hiện trường vụ rơi máy bay từ vùng Tver hôm 23 tháng 8. Và trong danh sách hành khách có mặt trên chuyến bay thì có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin. Theo đó, các điều tra viên đã thu giữ bộ lưu chuyến bay và các tài liệu cùng đồ vật quan trọng phục vụ việc xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn. Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành, trong khi các chuyên gia pháp y đã bắt đầu giám định ADN để xác định danh tính các nạn nhân. Trước đó vào tối 23 tháng 8, chiếc máy bay Embraer đã bị rơi ở tỉnh Tver, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có ông Yevgeny Prigozhin. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm an toàn vận tải hàng không sau vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và khẳng định đây là một thảm kịch.